Hello, xin chào mọi người đến với cảnh công nông NT. Nay tiếp tục gara bên mình, gara quý ban đã hoàn thiện xe cho anh em. Nay mình sẽ quay để cho anh em tham khảo xe tại gara bên mình nha. Xe này là chiếc xe vô lăng có đẩy, thắng hơi, máy đề điện đầy đủ nha anh em. Xe này là nguyên chiếc xe này là xong xuôi, không có máy che nha anh em. Xe này là vô lăng có đẩy, thắng hơi, vô lăng trợ lực nhé. Nguyên chiếc xe này là báo giá cho anh em luôn, nguyên chiếc như này là 140 nha anh em, 140 triệu nhé. Còn anh em nào mà muốn làm rẻ hơn cái này thì có thể tham khảo tại gara nhé. Tại vì mỗi nhu cầu đóng xe nó khác nhau nha mọi người, nên mỗi anh em đóng xe là khác nhau, không thể giống được. Nhiều khi là muốn cái này mới cái kia cũ nhưng mà nó chênh lệch giá khác nhau nha anh em. Hotline là luôn luôn là hotline bên mình làm nha anh em. Còn hotline thì anh em là khỏi khỏi bàn rồi. Hotline là nếu mà anh em đóng xe tại gara bên mình, hotline là luôn 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 là làm hotline hàng hàng chất lượng cho anh em. Hàng chất lượng là anh em hiểu không? Là nó có hai lý do nha anh em. Còn nếu mà anh em mà đóng xe á, là hàng chợ là nó khác nha. Còn đóng xe tại gara bên mình nó luôn là đóng xe chất lượng. Thứ nhất, thứ hai là luôn sao mà đóng xe để cho anh em sử dụng, anh em chạy xe lâu năm là ít hư hỏng. Nói thật là về hotline là cho nó ít hư hỏng đi. Còn nếu mà hàng chợ nó nhanh hư hỏng, giá thành nó cũng rẻ hơn là như vậy. Còn hotline bên mình làm là làm theo yêu cầu của khách hàng. Bữa nay là làm ác hộp luôn, tại vì xe này là được làm ác hộp, là xe này là được sử dụng gia đình nhá. Tại hàng 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 nói chung là hàng 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 nhẹ nha mọi người, chưa phải hàng nặng nhá. Còn nếu mà hàng nặng á, là xe mà hàng nặng chuyên về chở thuê á, là không nên làm ác hộp. Tại vì làm ác hộp sau này là anh em xài thời gian lâu năm là nó bị trà, là nó cứng. Thứ nhất là nó cứng, thứ hai là nó bó ác. Bó ác là cái phần mà bó ác là anh em chở hàng nặng là nó không 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 thể cua được. Khi mà anh em gặp đường lùn lầy là có thể bẻ lái, là có thể là đứt bát bốt luôn, còn không là hư bốt luôn nha anh em. Tại vì hư bốt hư bơm luôn, tại vì nó không ép cua được. Tại vì làm ban trà làm cái đầu 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 trớ này là làm ác hộp thì nó được gọi là nó trong trong rơ thôi, trong trong rơ, nói chung là trong rơ, không phải trong mòn đó nha. Còn về độ mòn thì thời gian xài thì nó vẫn mòn nhưng mà nó ít. Còn về ác thì vẫn làm ác piston nha, ác chăng nha, ác 85, chốt là chốt 45 đấy. Làm sao mà hợp lại anh em cũng bắt chước, bữa nay nhiều thị trường cũng bắt chước ta làm hợp lại theo kiểu bên mình rồi nhá. Cụm tài này là cụm chuẩn nha, cụm chuẩn tại gara bên mình ra trước rồi, bữa nay ai cũng làm trước theo. Tại vì nó nhìn gọn gàng, làm nó không thể vướng, nó làm nó chuẩn, với lại anh em mà thao tác sửa chữa là rất là dễ dàng. Còn cùng khi mà anh em cùng nó phải thắng thắng ấy luôn, nó phải thắng mặt luôn, không phải mình bo hoặc là mình uốn cho nó cong. Uốn cong là nó sẽ có độ độ có giãn nha. Còn nếu mà em mà siết cùng là nó thắng luôn, nó cố luôn, là nó không bao giờ nó có cái độ ấy được, độ rơ được, hoặc là độ nó mềm được, là nó kéo. Nhiều khi là nó kéo tời là nó có độ giống như kiểu như độ độ dẻo á, là nhích, là anh em kéo tời là nó sẽ ảnh hưởng đến cái lốc giàn, nhiều khi là nứt lốc giàn, nhiều khi là nó bị bể cái ốc này, đứt ốc này. Anh em xài hàng nặng mới biết được nha, còn xe gia đình là không bao giờ nó bị được. Còn xe mà anh em sử dụng chủ yếu là muốn chất lượng thì chủ yếu là anh em có thể tham khảo tại gara bên mình nhá. Còn về offline và cây khung gầm là theo phiên bản của gara bên mình, thắng hơi cũng vậy nha anh em.
Đấy, làm sao mà làm thang hơi ga, đường dây hơi, đường dây điện, làm sao cho nó gọn gàng nhá. Đấy, làm gọn gàng sạch sẽ luôn đấy. Nhìn từ hướng bên này thoáng hướng bên kia là nó không rầm rà. Hộp số cũng vậy nha anh em, thao tác rất là dễ nhá. Đấy, nhiều khi anh em có thể tham khảo về bộ phận thang hơi. Còn bình là nằm ở trong, cốp mát ở trong. Phải làm khóa nhá. Anh em mà đi xe trong ráy thì phải khóa lại. Nhiều khi là để xe ngoài đường ngoài kia thì mất công là người ta trộm bình ắc quy là một bó tiền nhá. Dàn này là dàn quy tô nha anh em. Dàn đời nâng cấp này. Đấy, lốp 650 trời mà hai. Máy này là máy chàng trai đời mới nha anh em. Máy chàng trai đời mới thì nhiều anh em đã xài thì cũng đã biết rồi. Còn đây là mình lắp chiếc thứ hai, mình đã lắp chiếc xe của anh em này. Chàng trai đời mới, nắp nắp cam nó xài nắp kiểu theo kiểu trang pha nha anh em. Đúng ra thì nó là nắp của trang pha luôn, do nó bắt chước nên nó sơn lại màu khác thôi, nhìn giống luôn. Nói chung là cái chỗ ấy thôi, chỗ chữ với lại cái này nó làm theo kiểu mới thôi, còn cái nắp này là nhìn giống luôn, giống nắp trang pha luôn. Đấy. Còn về bộ heo thì mình cũng chưa hiểu tại sao mà bộ heo từ nhà sản xuất làm hàng mới mà cái này nó có vết nhăn này, nó không có tem. Còn ở trong này nó có vết nhăn cái chỗ người ta đục đục hàng nhập, ta gọi là đục hàng sao chép á, không phải hàng nguyên khối của từ nhà máy nha mọi người. Đấy, nhưng mà xài khỏe vẫn vẫn bền cũng được. Về cái điểm máy máy chàng trai bữa nay ai cũng ưu chuộng rồi mọi người nhá. Còn đi mua sạc là anh em làm sao mà gắn đi mua sạc làm sao cho nó tiện nhá, tiện lợi với lại ít hư hỏng nữa. Đấy, tôi là xài tời tời hàng trung nha anh em, chưa phải hàng lớn nha, tời này tời hàng trung trong một lỗ lô 65 kéo cáp 12 nó rơi tầm 60 mét nha. Cáp 14 nó rơi tầm 50 mét 60 mét gì đó. Thang hơi lọc lạnh cũng vậy nhá, anh em mà xài thang hơi lọc lạnh là thời gian là em đi lâu lâu phải chăm nhớt nhá, chăm nhớt vào lỗ đây, vào ốc này, thả ốc này anh em đổ nhớt chăm nhớt cỡ tầm 1 xì 2 xì gì đó là cứ chăm vào đây. Thời gian anh em đi lâu là lọc lạnh nó sẽ bền nhá. Còn nhớt mà nó bơm ra từ lọc lạnh này nó đẩy qua bình nhớt bình hơi kia là anh em thời gian xài cứ tầm tháng 2 tháng gì em cứ xả nhá. Chủ yếu là em phải xả, anh em phải xả nha, không xả là nó vào bốp sen, như vào đường đường ban đạp là nó gì nhất là nó anh hư nó xì xì cái bộ sin của ban đạp á, là nó xì xì hơi luôn, là nó không đậy kín được. Nên anh em chú ý cái đó. Với lại nó thường thường là anh em bốc còi nó ra đường còi luôn, tại vì còi là nó xả hơi nhanh, nó nhanh ra chỗ đó. Thường thường là anh bơm xài bơm mới là nó hay bơm nhất ra từ 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 bơm lọc lạnh này qua bình hơi luôn. Nhưng mà anh em xài thời gian cứ tầm năm là nó hết, là nó hết tình trạng là nhất vô bình hơi nha anh em. Đây, vô lăng này là vô lăng của xe tải nha, vô lăng rin đẹp, thương hiệu của gì đó, thương hiệu của Sovi Camry hả, thương hiệu Camry gì không phải. Thôi, nói chung là vô lăng của ô tô xe tải thôi. Này chuyên qua đổ xe cày rất là đẹp, gọn gàng. Ai cũng đam mê vô lăng đó nha mọi người. Phần cùng này cũng vậy nha mọi người. Cùng này là mình sẽ quay để cho anh tham khảo luôn, không phải giao diêm nha. Cùng này anh em cùng á, phần nhất là phần bên này nhá, bên kia thì dễ rồi, bên kia là cũng hai cùng. Bên này mà anh em cùng sexy là anh sẽ làm sao mà anh em thiết kế cùng cho nó giữ chắc nhá. Cả ốc này anh em siết trước luôn, đừng để không, nếu mà để không cũng như không nha anh em, không bao giờ nó giữ cái bát này được, không bao giờ nó cùng mà nó ép cứng được nhá, cả nắp đít và sexy được. Tại vì anh em siết cái này là căng nhá, là cái lực lực ép cái này nó sẽ đi. Còn nếu mà anh em bỏ một con ốc ở đây là giữ,
là cái anh em siết căng ở đây, là cái ốc này nó sẽ giữ cố xong là không, cái này là siết căng trước nha, siết căng trước xong là anh em căng sắc xi trước, xong anh em siết cái này là cái thành ở chỗ bơm này, là cái bát này là nó sẽ giữ cố luôn, giữ cố là nó không bao giờ nó ép được, là độ rung nó không bao giờ có được nha anh em. Thứ nhất không có độ rung, thứ hai nó cứng hơn so với thông thường. Còn nếu mà anh em siết thẳng luôn là nó vẫn có độ rung nha. Đấy. Làm sao mà anh em thiết kế cái cùm này là nó phải thăng hàng nha, đừng có bo xéo nha. Bo xéo là nó mất độ độ cứng rồi nha. Còn anh em siết cắn cỡ nào nó không có độ cứng được, không có độ giữ được, là anh em xài tời hàng nặng á, là anh em mới hiểu được sau này là nó bị có độ rơ, là nó sẽ bị co giãn lại cái sắc xi, nó bị ảnh hưởng đến lóc máy lóc dàn nhé. Đấy, cùm này cũng vậy nha anh em. Em mình quay cho anh tham khảo đây. Đấy, cái cùm này cũng vậy nhá. Cùm phải cùm ấy luôn, cùm khóa luôn. Không phải cùm đơn giản nhá, cùm ba là cùm cùm phải bắt ốc hết rồi mọi người. Ok, chiếc này là đã hoàn thiện xong, nay mình sẽ quay tổng thể cho anh em tham khảo. Móc này là dài 2,6 m, rộng 1,15 m nha anh em. Còn thang hơi là làm bên thang hơi ông Dập nha. Nhíp là cối 2 tầng xài nhíp rin. Cùng bát đầy đủ nha, cùng cùng cứng luôn. Đấy. Làm xe tại gara mình là cái cùng cái bát rin của cậu á, là phải gỡ luôn, nó phải chuẩn. Sau này anh em xài đi hàng nặng, anh em mà chở nhiều nó không bao giờ nó sợ lật xe nha. Còn nếu mà mình xài cùng cái bát bắt rin của cầu luôn là mình không cắt, là mình bỏ nguyên luôn, nhưng mà cái phần nhíp này là mình phải ép vào trong, ép vào trong là sau này anh chở hàng nặng nó sẽ có độ nhún nhún cao hơn, độ nhún cao hơn, với lại độ ép độ nghiêng nó cao hơn nha anh em. Là anh em chở cùi cao thì anh em đi đường nghiêng dễ lật xe luôn. Nhiều anh em cũng đi làm thuê, với lại anh em trước đây cũng đã sử dụng nên có ý rất là hiểu biết về cái đó, nên gara là cai tiền về phần đó nhá. Không nên xài cái bát rin luôn. Còn nếu mà nên xài bát rin anh em phải đổ khung khung gầm làm nhíp âm nha. Nhíp âm là bó nhíp ở ngoài đó mọi người, theo kiểu xe ô tô xe ben đấy nha. Ok. Để đi. Máy này là nghe rất là lực nhá, rất là khỏe luôn á. Nhưng mà hôm qua đã test thử rồi. Đập thắng nháy đèn luôn nha em. Ok. Lực nha em. Với cái sắc xe này là máy này không bao ấy được, không bao giờ nó yếu được. Xe có thể liên hệ tại gara nha, có số điện thoại đường link trên video nha mọi người.